Nhân, cả nhà chúc cho cả nhà có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm một video hướng dẫn cho mọi người lấy cái trang phục cũng như là phụ kiện mới á. Và đây là những cái trang phục và phụ kiện nó có thời hạn đó mọi người. Cho nên nhất định mọi người phải coi hết video này để lấy nha. Nếu không á là nó mất đi thì lúc đó tiếc lắm á. Chúng mình cùng bắt đầu video của mình thế nào. Đầu tiên đó chính là cái cánh là siêu xịn xò luôn nè mọi người. Nhìn cảm giác như là nó VIP ha. Vậy mà nó được miễn phí chứ. Thì lấy cái này rất là đơn giản thôi. Bây giờ mọi người hãy làm theo mình nha. Đầu tiên chúng mình sẽ vào một cái bản đồ. Nó có tên là Walmart Land này nè mọi người. Đây, mọi người hãy bấm theo mình ha. Chính là cái bản đồ đầu tiên này nè cả nhà. Mình sẽ bấm vào. Khi mà mới vừa vào thành phố thì người ta đã có giống như là giới thiệu một cái buổi hòa nhạc này nè. Và để lấy được cái cánh này thì chính là tham gia cái buổi hòa nhạc đó mọi người. Mình sẽ chạy đến cái khu vực là sân khấu đây này. Ở chỗ này thì có một cái anh kiểu như là soát vé hay sao á. Thì mình sẽ bấm vào phím E và giữ nha. Còn nếu như bạn nào không chơi máy tính thì mọi người hãy bấm giữ. Và cái chỗ play á thì nó cũng sẽ vào được đấy thôi. Nhưng mà có cái chuyện gì đó xảy ra này mọi người ơi. Mình đã không thể nào mà tham gia được vào cái buổi hòa nhạc. Bởi vì mọi người biết tại sao không? Do là cái buổi hòa nhạc này nó chỉ diễn ra theo cái thời gian quy định á. Cho nên là mình đã không vào được. Và để cho tránh cho cái trường hợp mà mọi người cũng bị giống mình á, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Thì ở trên này người ta có để là buổi hòa nhạc tiếp theo sẽ diễn ra vào khoảng là 19:54:17 này mọi người, còn rất là lâu đúng không? Thì bây giờ nếu mà để nhận được cánh á, mọi người sẽ đăng nhập vào cái Walmart Land này vào cái thời gian là ngày 8, ngày 9 và ngày 10 tháng 10 cho mình nha. Và nhất định là phải vào cái khu vực mà giống như là ca nhạc á, vào thời gian là từ 7 cho tới 8 giờ sáng. Wow, lúc này á, là không biết có ai dậy chưa ta. Hôm nay là mình hứa là mình đã dậy sớm để nhận cái cánh này rồi. Nhưng mà mình ngủ quên mất tiêu. Lúc mình mở mắt ra là đã là 9 giờ rồi. Cho nên là mình không thể nhận được cái này. Nhưng mà còn tận 2 ngày, đó là ngày 9 và ngày 10 nữa. Đó là ngày mai và ngày mốt á. Cho nên nhất định mọi người phải cố dậy để chuông đồng hồ dậy. Sau đó là vô trong đây nhận cái cánh. Sau đó là tắt chuông, tắt điện thoại đi ngủ tiếp cho mọi người. Chứ mẹ không nhận được thì cũng tiếc lắm đấy. Bởi vì cái cánh này rất là xịn xò luôn nè. Ngày mai mình nhất định là mình sẽ cố gắng dậy sớm để nhận cái cánh này và khoe cho mọi người coi ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người lấy cái món đồ thứ hai nha. Mọi người sẽ vào một cái map gọi là map là Blue Moon City như vậy này mọi người. Bấm vào thì nó sẽ ra cái bản đồ như vậy. Thì mình sẽ chọn vào cái thứ hai này mọi người ơi, Main City Blue Moon ấy. Mình sẽ bấm vào đấy và đợi nó load game nha. Khi mọi người vào được cái map này rồi thì mình sẽ gặp một cái ông như là cái ông alien người ngoài hành tinh gì á. Do đây là lần đầu vào ấy cho nên là người ta sẽ có một số phần giới thiệu mọi người. Nhưng mà mình cứ X đi nha để mình nhận cho nó nhanh á. Mình sẽ bấm vào nút X. Rồi sau đó bây giờ mọi người hãy chạy theo mình nha. Mình sẽ đến một cái là shop á. Đâu rồi để mình xem nè, nó nằm phía bên đây nè mọi người. Đây này, City Shop hay sao này, ngay cái chỗ đó này mọi người. Đây là giống như là một cái cửa hàng của thành phố này ấy. Mình sẽ check in vào đây. Mình sẽ chui vào. Và khi vừa vào tới cửa luôn á là mình sẽ nhận được ngay là một cái áo thun rất là xịn xò nè mọi người. Đây chính là cái áo này này. Bây giờ mình sẽ thoát ra và bật thử cho mọi người coi ha. Đây mọi người nhìn cũng rất là đẹp đúng không? Một cái áo thun mà kiểu trai gái gì mang cũng được hết trơn á. Nó chính là như vậy nè mọi người. Mọi người hãy vào và nhận đi ha. Tiếp theo đó là cái món đồ thứ ba mà mình muốn chỉ cho mọi người là một cái khuôn mặt nha. Bước 1, mọi người sẽ bấm vào cái mục shop này nè mọi người, game mới update á. Mình sẽ bấm vào cái phần là đầu này. Sau đó là mình sẽ chọn cái này cho mình. Và chọn là cái chỗ mà cái dòng có chữ update này nè mọi người. Sau đó là app link nó vô. Thì nó sẽ hiện ra một cái khuôn mặt mới nè mọi người. Chính là cái khuôn mặt này nè. Khi mà đeo khuôn mặt này vô á, thì cái biểu cảm của con nhân vật của mình nó sẽ nháy mắt được luôn. Và nó cũng có cười được luôn đó mọi người. Chứ nó không có là chỉ có là một cái biểu cảm khuôn mặt duy nhất. Nhìn nó cũng kiểu hay đúng không? Bạn nào á, bạn thích thì vô lấy đi nha. Mình thấy cái này nó cũng rất là cute luôn á. Mà đặc biệt nó lại còn miễn phí nữa chứ.
Thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho mọi người lấy 3 món đồ mới. Nếu thích video này đừng quên tặng cho mình một like. Như bạn nào mà chưa bấm đăng ký thì bấm đăng ký để ủng hộ mình nha. Hy vọng là mọi người sẽ lấy được mấy cái món đồ mà mình chỉ nè. Với lại ngày mai á, nhớ là phải dậy sớm nha mọi người. Dậy xong thì lấy cái cắn ra đó đi ngủ nha. Đừng như mình nha. Ngày mai mình cũng sẽ nhất định dậy sớm để lấy cái cắn đó đó. Bây giờ thì xin chào và hẹn lại mọi người các video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha.